Chính phủ đã tổ chức buổi họp báo thường kỳ tháng 3 vụ việc nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền khách hàng như tại ngân hàng MSB vừa qua. Việc tung tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng Sacombank. Quá trình điều tra mở rộng đối với vụ án tập đoàn Phúc Sơn là những thông tin được quan tâm tại buổi họp báo. Nêu vụ việc nhân viên ngân hàng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng tại ngân hàng MSB vừa qua, phóng viên đặt câu hỏi đối với công tác quản lý đào tạo của ngân hàng nhà nước, giải pháp bảo vệ khách hàng khỏi các lỗ hổng trên. Về vấn đề này, theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú, đây không phải là lỗ hổng mang tính chất hệ thống. Trước hết là xảy ra những cái vụ việc như cái vụ việc của MSB hiện nay, thì cũng là trách nhiệm phải xem xét lại cái vụ việc cái của các ngân hàng thương mại xem đã thực hiện đúng những quy định của ngân hàng nhà nước chưa. Cái việc trách nhiệm bảo vệ người gửi tiền như phóng viên đặt ra thì chúng tôi cho rằng theo chỉ đạo của chính phủ cũng như tất cả những quy định của nhà nước, không chỉ của ngành ngân hàng mà các bộ ngành khác có liên quan thì cũng đã đề cập đến cái này và thể hiện rất rõ những cái quy định để đảm bảo cái quyền lợi của người gửi tiền. Thế và quá trình điều tra hiện nay của Bộ Công an thì cũng đang được khẩn trương để xác định trách nhiệm cũng như là những cái sai sót nó là thuộc trách nhiệm của ai, của ngân hàng MSB hay của cá nhân bà Vũ Thị Hoài Anh, hay là của những người khác có liên quan nữa. Liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn, Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, đến nay cơ quan điều tra đã thu hồi 55 tỷ đồng và 1,6 triệu đô la Mỹ do các bị can nộp lại. Cơ quan công an sẽ tiếp tục điều tra mở rộng theo kế hoạch, đồng thời ra soát kê biên phong tỏa nhiều tài sản có giá trị của các bị can và đối tượng liên quan trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn, để phục vụ công tác thu hồi tài sản và khắc phục hậu quả. Đối với những thông tin sai sự thật liên quan đến ngân hàng Sacombank, Trung tướng Tô Ân Sô khẳng định vụ việc sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cái thông tin sai sự thật, đặc biệt là cái thông tin ngày hôm qua đấy, thì xử lý thế nào? Thì tôi nghĩ rằng các cái thông tin sai sự thật này thì sẽ bị điều chỉnh bởi cái luật an ninh mạng hay là luật hình sự, luật dân sự và các cái luật hay các cái quy định khác liên quan. Thì trên cái tinh thần là tất cả những ai mà vi phạm pháp luật thì đều bị xử lý bằng pháp luật và không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Thêm một thông tin mới nhất được người phát ngôn Bộ Công an cho biết tại buổi họp báo, hiện cơ quan điều tra đang tiến hành tố tụng vụ án xuyên Việt. Cục An ninh Điều tra Bộ Công an A09 bắt tạm giam 3 bị can là ông Trần Duy Đông, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương về tội nhận hối lộ, ông Đinh Tiến Dũng, Kế toán trưởng Công ty Xuyên Việt Oil và Nguyễn Tấn Long, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Xuyên Việt Oil về tội đưa hối lộ. Thưa quý vị, năm 2010, dự án tiếp nước khôi phục sông Tích được thành phố Hà Nội phê duyệt với tổng mức đầu tư gần 7.000 tỷ đồng. Sau 13 năm chậm tiến độ, đến nay đã hoàn thành và bàn giao mặt bằng thi công giai đoạn 1 của dự án. Để đôn đốc tiến độ dự án, ngày hôm nay, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chỉ đạo, sau thời điểm đã thông dòng vào năm ngoái, phải đẩy nhanh tiến độ các dự án thành phần để đảm bảo việc tưới tiêu cho 16.000 ha diện tích đất nông nghiệp. Sau khi nghe báo cáo tình hình tiến độ dự án, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng lưu ý, đây là dự án quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng, ảnh hưởng đến vùng sản xuất cũng như đời sống dân cư rộng lớn. Đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan đơn vị thực hiện dự án, nhất là đã đưa được nước sông Đà vào làm sạch sông Tích. Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy đề nghị cần sớm đóng gói giai đoạn 1, điều chỉnh và khẩn trương triển khai giai đoạn 2 và giai đoạn 3. Đáng chú ý, đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo giải pháp duy trì mức nước cao sông Tích để đưa nước về phía huyện Mỹ Đức, cung cấp nước sản xuất và về lâu dài còn phục vụ sản xuất nước sinh hoạt. Trong đó, cần nhanh chóng xác định vị trí đặt trạm bơm cưỡng bức để duy trì mức nước cao cho sông Tích thường xuyên, liên tục, ngay cả mùa khô, làm sống lại dòng sông này. Cùng ngày, đoàn công tác của Thành ủy đã kiểm tra tiến độ dự án điện rác Seraphim tại khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây. Hiện dự án đã bước vào những công đoạn cuối cùng, sẵn sàng đưa vào vận hành sau khoảng 2 năm triển khai xây dựng, hoàn thành 99% lắp đặt thiết bị. Nhà máy điện rác Seraphim có công suất xử lý rác 2.250 tấn một ngày đêm và công suất phát điện 37,5 MW, sử dụng công nghệ hiện đại lò ghi cơ học Martin của Đức,
sau khi hoàn thành sẽ trở thành một trong những nhà máy điện rác lớn nhất khu vực Đông Nam Á, góp phần giúp thành phố Hà Nội giải tình trạng ô nhiễm môi trường do chôn lấp rác thải sinh hoạt gây nên. Tại buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng ghi nhận đánh giá cao dự án, tin tưởng dự án sẽ về đích đúng hạn, vận hành theo kế hoạch. Theo kế hoạch, dự án dự kiến vận hành chưa phát điện vào ngày 31 tháng 5 tới đây và đi vào vận hành chính thức vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô ngày 10 tháng 10 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, sau 6 lần trình Thủ tướng đến lần thứ 7, kế hoạch thực hiện quy hoạch điện 8 đã được Thủ tướng phê duyệt. Tuy nhiên, Bộ Công Thương cho biết kế hoạch chưa hoàn chỉnh bởi đến thời điểm này vẫn còn 17 địa phương, trong đó có Hà Nội, chưa có báo cáo dữ liệu về các dự án nguồn trên địa bàn, dẫn đến chưa đủ cơ sở để Bộ Công Thương thẩm định và đưa vào bản kế hoạch. Tại hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện quy hoạch điện 8 diễn ra vào chiều nay, Bộ Công Thương cho biết sau một năm công bố quy hoạch, kế hoạch thực hiện quy hoạch điện 8 mới được ban hành. Mục tiêu của kế hoạch là đến năm 2030, tổng nguồn điện của Việt Nam sẽ đạt 160 GW, trong đó 40% là năng lượng tái tạo. Thách thức lớn trong triển khai kế hoạch là thực hiện mục tiêu 6 GW điện gió ngoài khơi. Tổng mức đầu tư cho một dự án điện gió ngoài khơi rất lớn, nên nó sẽ gây rất nhiều rủi ro về cả về mặt kinh tế và mặt pháp luật cho các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện. Thì cái này thì chúng tôi cũng đề nghị là chọn 1 đến 2 dự án thí điểm giao cho các doanh nghiệp nhà nước có điều kiện đấy, để chúng ta thực hiện, và cái này nên báo cáo Quốc hội để có một cái nghị quyết chung cho thực hiện, triển khai thực hiện để làm cơ sở. Một vướng mắc lớn khác trong triển khai kế hoạch là khung giá của nhiều loại hình điện năng làm cơ sở của các nhà đầu tư đến nay vẫn chưa được ban hành. Bộ Công Thương cho biết sẽ có trong tháng 4 này. Dù kế hoạch còn chưa hoàn chỉnh, việc triển khai kế hoạch tới đây sẽ được lãnh đạo Bộ Công Thương ví von là quả bóng bây giờ đã ở trong chân của các địa phương. Bộ Công Thương sẽ không tham gia trực tiếp vào quá trình thực hiện quy hoạch này. Thì việc đầu tiên là phải phối hợp với Cục Điện lực phổ biến sâu rộng về vai trò tầm quan trọng và các nội dung cốt lõi của bản kế hoạch này tới các cấp các ngành để xác định rõ bổn phận và trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị. Bộ Công Thương hay là các bộ ngành khác ngồi đây cũng thế thôi, chỉ có 3 chức năng trong quản lý nhà nước thôi, là quy hoạch, kế hoạch, là cơ chế chính sách, là thanh tra kiểm tra. Còn lại là việc của chính quyền các địa phương. Để hoàn thiện kế hoạch, Bộ Công Thương yêu cầu 17 địa phương còn lại báo cáo dữ liệu dự án nguồn điện trên địa bàn trước ngày 10 tháng 4. Trong trường hợp không báo cáo, Bộ sẽ đề xuất chuyển nguồn được phân bổ sang địa phương khác. Thưa quý vị, trong các ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 4 năm 2024, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 39. Kỳ họp đã thực hiện kết luận tại kỳ họp thứ 37 đối với Ban Cán sự Đảng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Theo đó, đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật Bộ trưởng Đào Ngọc Dung. Cụ thể, trong thẩm quyền, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp Nguyễn Hồng Minh, cảnh cáo nguyên Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Phi và hai người khác. Đối với những cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quản lý, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng; bà Phạm Thị Hải Truyền, nguyên Bộ trưởng; ông Huỳnh Văn Tý, nguyên Thứ trưởng. Trước đó, tại kỳ họp thứ 37, thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho thấy Ban Cán sự Đảng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để Bộ và một số tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong tham mưu thực hiện cơ chế chính sách về lĩnh vực đào tạo dạy nghề, trong thực hiện các gói thầu do AIC thực hiện. Cũng tại kỳ họp 39, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm tại đảng bộ các tỉnh Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, và Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Vĩnh Phúc. Những cán bộ này đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Cách đây ít hôm, các ông Lê Viết Chữ và Phạm Hoàng Anh cũng đã bị khởi tố bắt tạm giam về tội nhận hối lộ trong vụ án liên quan đến chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn. Đáng chú ý, thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho thấy Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Phước, Mali Phước đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,
vi phạm nghiêm trọng luật giao thông, luật phòng chống tác hại rượu bia. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật.